quan trọng nhất đối với sinh viên, anh em sinh viên nào cũng phải cần, đó chính là phải cần giấy nha anh em. Đây một cái máy để mà xem phim, và đi kèm đó là combo máy xem phim kèm khăn giấy. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thảo Gà đây. Ok, hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là sau tất cả những món đồ mà mình có, quanh chỗ ngủ của mình thôi, không có sau phía dưới nha, chỉ sau chỗ ngủ thôi. Rồi ok, và để coi tránh clip bị comment kêu là khoe cua, thì mình sẽ nói luôn là mình chỉ sau những món đồ thôi. Còn giá tiền thì anh em nào hiếu á thì biết giá, còn anh em nào mà không có quan tâm á thì thôi, thì cứ coi như là mình có những món thôi. Nên là anh em nào muốn tìm hiểu về giá kia thì chỉ cần search tên cái món đồ mà mình sâu ra rồi lên mạng tìm hiểu giá thôi. Ok, rồi trước tiên là mình sẽ nói về quần áo của mình. À, anh em thấy sau lưng mình không, nguyên một dãy quần áo luôn, một hai ba dãy, dãy quần, dãy áo, áo sơ mi với lại áo ấy, còn một dãy là áo khoác. Đây, cái này là áo khoác với lại áo len rồi kia các kiểu đấy. Là quần áo thì mình sẽ nói tiền luôn. Quần áo là mình mua khoảng là 40-50 triệu anh em, là từ năm nhất tới giờ. Khi mà mình được, hồi xưa mình học ở trong trường ngoại trú á, học trường cấp 3 là mình không có mua quần áo, là mình quần áo này là mình chỉ mới mua từ lúc mình ra trường cấp 3 tới giờ, là năm nay là mình học năm 3 rồi, là 3 năm á, là chắc đâu tầm 40-50 triệu gì đấy tiền mình tự dành mình mua. Với lại còn một mớ đồ nữa thì gửi thùng xốp về quê rồi. À, nhiều lắm, nhiều kinh khủng lắm, đồ mình phải vậy thôi chứ như đó 40-50 bộ anh em, ít đâu nha, theo hồ phói luôn á. Hiện giờ là mình hạn chế mua đồ lại rồi. Nhưng mà quần áo thì đâu thể nào mà thiếu tới mũ nón đúng không? Đây, cho anh em xem một đống mũ luôn. 2 4 6 8, ui dù, nhiều mũ lắm anh em. Nói chung là đâu đấy khoảng mười mấy cái mũ anh em. Đó là mũ nón. Còn túi sách thì mình có vài cái. Đây, một cái túi Adidas, túi Leader, cặp cái ba lô. Đấy. Rồi. Còn giày thì ở phía dưới rồi. Mà tiêu đề của mình là chi sâu quần áo gì? Sâu quanh phòng ngủ thôi, nên là mình sẽ không xuống dưới. Giày thì đâu tầm mười mấy đôi á. Có dịp thì mình sẽ cho anh em xem. Đó, đó là tất cả về quần áo thời trang phát sinh rồi các kiểu vậy. Nhưng mà mình không dám, mình hà anh ấy có mấy anh em yêu cầu mình làm về quần áo đi, nhưng mà mình thật sự mình không dám anh em, do có nhiều người đinh lắm, mình sợ mình làm xong nó chơi này chơi nọ kêu ăn mặc không ra gì mà đẹp làm về quần áo đâu. Nên thôi chắc mình chỉ tiếp tục với chủ đề vlog của mình. Ok rồi, đó là mục thứ nhất là quần áo, cũng có mấy anh em yêu cầu nên là mình mới làm cái đó thôi. Giờ cái thứ hai, vấn đề chính, đó chính là tất cả những món đồ công nghệ. Ok, đây. Giờ thứ hai, đó là về công nghệ đúng không? Giờ mình sẽ sâu gì trước ta. Trước tiên là mình sẽ nói về cái máy quay này. Cái này là mình dùng để quay vlog cho anh em xem này. Một con Canon 750D. Con này là mình tận dụng để quay thôi, chứ thật ra đó là máy chuyên chụp hình anh em. Là mình cũng có kiếm thêm từ việc chụp hình dạo, hay nói cách khác là như thế, photographer anh em. Đấy, là mình cũng có biết chút chút về chụp hình, nên là đôi khi có chụp hình dạo mình tận dụng, mình quay video cho anh em xem. Một cái chân quay, đấy, chân quay khá là ok. Đấy. Rồi, đó là về một món trước đúng không? Thứ hai, đó là về con GoPro này. Con GoPro Hero 6 mình mới tạo. Đấy. Con này mình mua được hơn tháng rồi. Đây, cái hộp này, một cái đống hộp, một đống phụ kiện linh tinh luôn. Có một cục wifi nè, wifi di động nè, mua FPT anh em. Một cái máy ghi âm Sony, mình sâu clip trước rồi á. Đây, máy ghi âm Sony TX650. Đó, anh em thấy không? Rồi, một cái còn lại là cáp sạc, pin các thứ, nên thôi, không cần giới thiệu quá nhiều. Và cái quan trọng nhất đối với sinh viên, anh em sinh viên nào cũng phải cần, đó chính là đây,
một cái máy đó mà xem phim, và đi kèm đó là combo máy xem phim kèm khăn giấy. À, anh em nói tới đây được thật em khói liền. Anh em nào cũng đã từng có sử dụng những combo này rồi đúng không? Đi ăn đồ có combo lại tặng kèm, thì khi mua iPad này thì được tặng cuộn khăn giấy để đi kèm. Bao nhiêu nãy mình nói được tới đâu là GoPro, máy ảnh với lại cái rồi. Tiếp theo là một con máy cục gạch điện thoại. Cục gạch nhưng mà không phải cục gạch có màu anh em ơi. Cái này, cái máy này nó ít giá trị, mình sẽ nói về giá nó là hồi năm mình mua 1,1 triệu ấy. Đó, máy cục gạch đó đi vào đường rồi khỏi sợ cướp giật. Tiếp theo là gì đây? Với tiền, cái tiền cần khê đúng không? Khỏi đi không? Đây là một con iPhone X. X nha anh em, màu đen này. Đó anh em kêu mình no iPhone X Max nữa, không bán nha, iPhone X nha. Mình mua năm ngoái rồi. Nên là giá thị trường giờ có nhiều mình cũng biết mà. Đó, một con iPhone. Con này mình cũng dùng quay, mà đỡ quay được con này à, gì? Đỡ quay chung với con này. Mình có một cái món đi kèm, đó chính là một cái Zizu, một chân quay Zizu anh em. Chân quay Zizu Smooth 4. Đấy, anh em thấy không? Nhìn hầm hố không? Con này là sếp cho ra đây rồi, sếp cho về với anh Ngọc Tôn rồi. Anh Ngọc Tôn đã đặt kèo lại cho nó rồi. Gia mình mới gia mình giờ dư mới quay rồi, nên là mình không cần dùng đến cái điện thoại để quay nữa. Nên là mình sẽ để lại con này cho anh ấy. Rồi cái hộp này, cái hộp này dùng để đựng chuột. Chuột gì thì anh em sẽ biết trong vài phút sắp đến đây. Là hình như là đa số mấy cái món đồ công nghệ máy quay rồi là mình sâu hết rồi á. Rồi rồi giờ sẽ là đến cái laptop. Anh em xem clip của mình chắc biết mình là có rất nhiều món đồ của Apple đúng không? Đúng rồi, mình là một fan chân chính của Apple. Apple trong tôi đây, một con MacBook Pro. MacBook Pro giống MacBook Air nha anh em. MacBook Pro là dùng để học tập, và khi mà có những video mà không về nhà làm được, hoặc là lúc mà mình mới làm á, làm vlog á, làm ăn con laptop này, nhưng mà mình sợ nó ban cái máy nên mình đã chuyển sang dùng PC rồi. Là con này dùng để xem này, là mình có đi du lịch hoặc là mình về quê rồi á, mang PC bắt tiện thì mình mang con này để làm video. Đa số là dùng để học tập, đánh máy rồi các kiểu, đọc báo rồi thôi, chứ không có sửa video nhiều nữa. Đấy, món đồ Apple thứ hai của mình đó chính là một con chuột. Đây, con chuột Mouse 2. Con này thì là bữa mua như ta, mấy cái món nào mà rẻ rẻ thì mình chỉ nói giá không. Con này thì 2,4 triệu. Con này cũng chuột mẹ 2,4 triệu của Apple. Đây, một cái tai nghe. Hộp tai nghe đây, tai nghe mình đang mang này. Nghe kêu lên cho nó lấy ly cho anh em thôi, chứ có nhạc không, có nhạc không, mày không nghe. Nãy giờ quay bị nói chung là đều lấy ly thôi, chứ không có nhạc. Đấy, nói chung là vậy. Đấy, con này bữa trước mình thi học kỳ đồ qua môn á, mẹ mình mua cho mình. Con này là giá như ta, nem thiếu 1,000 là số nem nha anh em. Nem như thì anh em lên mạng tham khảo thêm hơn. Rồi là quên, iPad. iPad này khi rồi đúng không? iPad combo đấy, này cũng là của Apple luôn. Đấy, với một cái đồng hồ. Đây, đồng hồ Serie Bear. Đồng hồ Apple Watch Serie Bear. Đấy, cũng là của Apple luôn. Rồi người ta còn gì đó khuyên cho anh em nữa ta, còn gì đó sâu cho anh em xem nữa không ta? Hình như là hết rồi. À đúng rồi, giờ mình sẽ sâu đến cái máy quay mình đang quay cho anh em xem. Đây, mình sẽ bật cái GoPro lên quay cho anh em xem. Đấy, quay cho anh em xem chỗ sáng này. À, anh em thấy không? Đó chính là con Canon G7X của Tăng Hồ Văn Phút đồ, hay là anh làm phim nghiệp dư, hay là anh Fambo, anh Thôi Lang Thang rồi, ai cũng dùng một con này hết. Nên là mình cũng bấm bụng đưa mua con này giờ làm cho chất lượng hình ảnh nó xét nét cho anh em xem. Mà mình không có quay lại cho anh em nên anh em chưa biết con máy quay này giọng của mình anh em nghe thấy nó hơi khó chịu đúng không? Giờ quay mình làm tới 2-4 giờ cho anh em xem á, giờ bị đau rồi, giọng nó hơi khó chịu một tí. Là hình như là đa số tất cả các món đồ công nghệ là mình để sau cho anh em xem á. Một cái loa bluetooth nữa, một cái loa bluetooth đó đi ngoài đường nữa, bật nhạc
như là điên hay là lớp cái máy bôi bích nít đồ á, bật nghe chơi thôi. Rồi giờ mình sẽ đến cái con PC. Con PC hôm trước mình đã từng làm một cái video về cái con máy đi mua cái dòng PC này rồi. Dùng để trên sửa video cho anh em xem này. Một cái màn hình, một cái PC á. Con này thì giờ dùng để chiên sửa video thôi nha, chứ không có làm gì hết, không coi phim, không học hành, không đánh máy gì hết, chỉ là sửa video cho anh em xem thôi. Về à, một cái đèn đây, một cái đèn led trở sáng để cho ánh sáng hắt vô anh em. Mình không bật đèn luôn á, mình chưa bật đèn của cái này luôn mà nó vẫn sáng, không sáng quá trời sáng luôn đó. Hình như là hết rồi ạ. Rồi coi như là mình đã giải đáp thắc mắc cho anh em về tất cả những món đồ mà mình có. Quên còn một cái nữa, cái quạt, cái quạt nước đó, quạt nước đã ngủ chân đâu có bấm, đâu có chơi được gì từ quạt nước đâu đúng không, quạt nước thì chỉ để cho mát thôi. Rồi như còn như nữa, một cái đế để laptop. Rồi xong hết rồi là mình đã sau hết tất tần tật mọi thứ mà mình có xung quanh chỗ mình ngủ là mình nằm ở giữa, còn mấy đồ công nghệ quần áo đồ á là nằm vòng tròn xung quanh mình. Còn cái phòng trọ của mình là anh em cũng biết rồi, nó đâu có, nó không có gì gọi là đẹp hết, nó chỉ đơn sơ tạm bợ thôi. Là thôi kệ, sinh viên mà ở chi chung cư đồ cho mấy tiền đúng không anh em, ở phòng trọ rồi. Rồi giờ còn gì đã nói nữa không ta? Chắc hết rồi hả? Chắc là tạm thời tới thời điểm này là mình chỉ có nhiêu đó thôi, là còn một số món đồ nữa là mình đỡ ở quê. Ở quê mình là ở Bình Định nha anh em. Khi nào chắc là Tết quá, Tết này mình mới về quê, là mình sẽ show cho anh em những món mà mình có ở quê. Và cũng còn mấy thứ nữa, còn mình đỡ ở nhà rồi nên là chưa show được. Là bây giờ hết rồi, giờ mình sẽ quay toàn cảnh căn phòng này cho anh em xem, cho anh em thấy là nó cũng khá là dễ thương. Do là mình á là con trai nhưng mà mình thích gọn gàng anh em. Giờ này mình bày bừa ra nó hơi bừa bộn tí, nhưng mà nhìn tổng thể anh em sẽ thấy gọn gàng, gọn gàng. Nhìn tổng thể là anh em sẽ thấy rất là gọn gàng. Rồi mình sẽ quay. Đầu tiên là một tấm thảm, trước khi bước chân lên là mình sẽ dùng đỡ leo chân đấy cho nó khỏi bị đất cát. Đấy, cái túi này là đựng cái đèn, một cái gương, một cái quạt nước đấy xung quanh này. Đấy là mình đã quay sơ căn phòng hết cho anh em xem, cũng như tất cả mọi thứ mà mình đang có quanh phòng ngủ nha anh em nhớ nha, chỉ quanh phòng ngủ thôi, còn phía dưới hay là còn ít đồ nữa. Nhưng mà mình làm tiêu đề này là những thứ quanh phòng ngủ của tôi, quanh chỗ ngủ của tôi chứ, nên là mình chỉ không thể xuống dưới được, nên mình chỉ quay phía trên này thôi. Rồi còn về tự bạch bản thân rồi, mình cũng có một quá khứ rất là dữ dội anh em. Nói chung là anh em mà thắc mắc thì ok comment đi rồi mình sẽ giải đáp tốt tuột tuột luôn. Nhưng mà sẽ hẹn ở clip sau, clip này chắc cũng khá là dài rồi. Rồi giờ mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu anh em thấy video clip này đã giúp anh em giải đáp một phần thắc mắc về những cái món đồ mà mình có, anh em đã hỏi cứ hỏi á là mình cũng thấy ấy nấy quá đấy. Rồi giờ mình sẽ dừng đây nha. Rồi rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu cảm thấy video clip này hay thì hãy nhớ ấn vào nút like, đăng ký kênh ủng hộ mình ở những video tiếp theo. Về video clip này không mang tính chất khoe khoang gì hết, mình không nêu giá tiền, mình chỉ giải đáp cho anh em hỏi thì mình mới làm thôi, chứ còn anh em không hỏi mình đâu có điên là tự nhiên nói làm gì đúng không. Còn về hướng dẫn làm YouTube thì do mình còn non trẻ quá nên mình chưa dám vỗ ngực xưng tên rồi đi bày cho anh em được, nên là đợi khi nào kênh mình lớn lên mình sẽ có những clip hướng dẫn về những cái món đồ cụ thể từng chi tiết làm YouTube của mình. Rồi cảm ơn anh em, cảm ơn anh em nha.